Bài học tiếp theo là bài nghệ thuật pha chế cocktail. Đây là một bài cực kỳ quan trọng. Khi nắm được bài này thì các bạn sẽ pha tắt được tất cả tất đặt các công thức cocktail. Cocktail là gì? Khái niệm về cocktail. Cocktail là một loại rượu mạnh kết hợp với các loại rượu khác và các thành phần khác như là sữa, đường, sắc rinh thì sẽ cho ra một ly cocktail. Còn mocktail là gì? Khái niệm về mocktail. Mocktail là loại kết hợp giữa các loại nước trái cây với nhau và các thành phần khác như sữa, đường, siro cho ra một ly mocktail. Các phương pháp pha chế cocktail thì pha chế cocktail có 4 phương pháp, đó là phương pháp sách. Sách là như thế nào? Sách là ta dùng tất cả, đổ tất cả loại thức uống với nhau vào một cái sách cơ. Sau đó ta bỏ đá vô, ta sách đều lên, gọi là sách. Phương pháp tơ là ta bỏ tất cả các loại rượu vào trực tiếp trong ly. Sau đó chúng ta đổ đá vô, chúng ta khuấy đều sản phẩm, gọi là phương pháp tơ hay là phương pháp khuấy. Phương pháp thứ ba là phương pháp bill. Bill thì ở đây mình có hai loại là bill tách lớp và bill đổ trực tiếp. Bill tách lớp là mình tách ra nhiều tầng với nhau, ra nhiều màu, nhìn cái ly rất là đẹp. Còn bill đổ thẳng trực tiếp là chỉ đổ vô và chúng ta sẽ uống. Và phương pháp thứ tư là phương pháp blend, là bỏ tất cả các sản phẩm vào trực tiếp vào máy blend, chúng ta blend đều sản phẩm lên, còn những giọt đá lăn tăn trên cái ly. Đó là bốn phương pháp pha chế cocktail. Trang trí cocktail nên trang trí một cách đơn giản, không cầu kỳ. Những thành phần ly cocktail có nước trái cây nào thì ta trang trí trái cây đó, như là cam, thơm, chanh. Tuyệt đối mình không nên trang trí đầy trên miệng ly. Thì cách khác trang trí là mình sắc có thể là vòng xoắn, một cốc tư, một lát mỏng và một trái cherry hoặc một miếng tam giác. Một số thuật ngữ trong pha chế cocktail: set up là không đá, need là không đá, with OI là không đá, with I là có đá, fill up là rót đầy, top up là đổ thẳng, upload là đổ lên trên, option nào là mình có thể cho vào hoặc không cho vào vẫn được. Một TSB là tương đương một muỗng hay là 3 spoon. Một ao là tương đương 30 ml, nửa ao là tương đương 15 ml, 1/3 ao là tương đương khoảng 10 ml, một đát là khoảng 2-3 giọt. Cocktail sáng tạo gồm có rượu nền, đầu tiên bắt buộc phải là rượu mạnh, khoảng 1-1 ao. Rượu thứ hai là rượu tạo mùi, thường là rượu liqueur, thường nửa ao. Rượu thứ ba là rượu tạo màu, thì thường là người ta hay sử dụng là siro, hay là rượu tạo màu thì thường độ khoảng là nửa ao. Thứ tư là có thể mình sử dụng như là nước trái cây, sữa, sốt rinh, thì ăn thua trong lúc mình pha chế mình tự chọn. Thứ năm là mình sẽ chọn cho một phương pháp, thì trong các 4 phương pháp mình đã học thì mình thích phương pháp nào thì mình chọn cho phương pháp đó. Sau khi mình đã chọn phương pháp xong thì mình sẽ dùng tới ly, thì mình chọn ly sao tương ứng với các loại cocktail mình đã chọn. Cuối cùng là mình sẽ trang trí. Bài học tới đây kết thúc. Hẹn gặp lại các bạn vào bài học hôm sau.